Not sure if you know this, but when we first met, I got so nervous, I couldn't speak. In that very moment, I found the one, and my life had found its missing piece. So as long as I live, I love you. We'll have and hold you. You look so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Have is timeless, my love is endless, and with this ring I say to the world, you're my every reason, you're all that I believe in. With all my heart I mean every word. So as long as I live, so beautiful in white. And from now to my very last breath, this day I'll cherish. You look so beautiful in white tonight. Oh, oh. You look so beautiful in white. Daughter is what our future holds. I hope she has your eyes, finds love like you and I did. Yeah. But when she falls in love, we'll let her go. And I'll walk her down the aisle. She looks so beautiful in so beautiful in white.
Hôm nay trời mưa mà sao anh vẫn cứ đi lang thang tìm em, lòng anh miệt mỏi nghĩ suy. Tick tock giờ này em ở nơi đâu? Ooh baby, tiếng nói ấy cứ vang khẽ lên trong đầu. Cuộc sống cứ thế trôi dần nhưng đối với anh muôn màu. Như những lúc mình ngồi bên nhau, như những lúc lặng nhìn rất lâu. Gió thì thầm như muốn nói. Chỉ cần anh thôi bên
say em chờ mong anh từng đêm ai ăn say một vòng tay một nụ hôn cháy bỏng để yêu thương kỳ một phần màu quên hết muộn sầu chỉ còn đêm chỉ còn ta bên nhau. I wanna love you tonight, I wanna love you.
sao đám cưới liền tay đó ngày mùng 2 có ai đi nhìn nơi em ngồi đây anh mang trầu cao hoa anh thức đâu luôn mai để ta xin giàu quá xa to thật có đau muốn thân thiết sẽ mặn nồng yêu thương lắm hơn mong vậy thì còn chẳng chờ chi nữa ngày mình bên nhau như tờ hồng lai nối thành đôi em thiếu anh như đang lục tìm mất thứ gì người chiều em đi anh sẽ được rất là nhiều đời không đắn đo anh cần chi phải lo vì mình thương nhau nên như tờ hồng lai nối thành đôi em thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩ tình tính toán cho gần cuộc đời đâu xa thế trên dưới phu thế hai đứa về bên nhau ngày mình bên nhau như tờ hồng lai nối thành đôi em thiếu anh như đang lục tìm mất thứ gì người chiều em đi anh sẽ được rất nhiều đời không đắn đo anh cần chi phải lo vì mình thương nhau nên dây tờ hồng lai nối thành đôi em thấy vui hơn khi hai gia đình mình nghĩ tình tính toán cho gần cuộc đời đâu xa thế trên dưới phu thê hai đứa về bên nhau chính là quy luật tạo hóa cũng đã ban tặng cho con người của chúng ta.
Và cô dâu và chủ đề của chồng ta đã trải qua một khoảng thời gian yêu thương, tìm hiểu cũng như đợi chờ. Thì ngày hôm nay, đứa bạn trẻ của chồng ta đã nắm tay nhau bước đến ngưỡng cửa của hôn nhân, tìm đến cho chân mình một tương lai mới. Và kính thưa tất cả quý vị kính mến, để có được sự phục hạnh phúc trọn vẹn này đây, thì chúng ta cũng không ngừng nhắc đến sự công ơn sinh thành, dưỡng dục đến từ những người làm cha, làm mẹ. Họ luôn mong muốn cho con cái của mình được khôn lớn trưởng thành, được thành công trên con đường sự nghiệp và luôn được hạnh phúc trong con đường tình yêu. Và đây cũng chính là lý do mà ngày hôm nay gia đình chúng tôi thân mời toàn thể quý vị chúng ta đến nơi đây để chung vui, để chứng kiến sự phục hạnh phúc cùng với gia đình của chúng tôi, chứng kiến những người con thân yêu của chúng tôi cũng đã được tiên bể gia thức. Thì ngay lúc này đây, cho phép chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời lên sân khấu nhận đặc bậc sinh thành của cô dâu và chủ đề. Về phía quý quan viên của họ nhà gái, chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý ông Nguyễn Trúc cùng với quý bà Đỗ Thị Bê là xuất thân cao quý của cô dâu xinh đẹp Thị Yến sẽ trở về trung tâm sân khấu để ra mắt với tất cả quý vị. Gia chủ của gia đình chúng tôi xin mời. Vâng ạ, và về phía quý quan viên của họ nhà trai, chúng tôi xin được trân trọng kính mời quý ông Võ Văn Sáu cùng với quý bà Nguyễn Thị Chính là xuất thân cao quý của chủ đề Văn Đoàn cũng sẽ trở về trung tâm sân khấu để ra mắt với tất cả quý vị. Và một tràng pháo tay thật lớn, thật nồng nhiệt để cho quý vị vang lên để cho đón. Thưa tất cả quý vị kính mến, và ngay lúc này đây, trên trung tâm sân khấu của chồng ta thì những người làm cha làm mẹ cũng đã hiện diện đầy đủ trên lễ đài hạnh phúc. Và cảm ơn đời đã mang ta đến bên nhau và đứng lên đều mang trong mình một trái tim để yêu thương. Và tất cả chúng ta đang có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay cũng để minh chứng cho một tình yêu vừa lên ngôi, một con thuyền vừa cập bến. Và đây cũng chính là niềm vui, niềm hạnh phúc lớn lao nhất đối với hai bên gia đình cộng nghìn đôi yêu thương. Và sự phục hạnh phúc này đây cũng xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy hướng ánh mắt thương thương của mình về với cổng chính của hậu trường và hãy dành lên những tràng pháo tay thật lớn, thật dài và thật rộng rã để chúc mừng và chào đón hai gương mặt xinh đẹp nhất và hạnh phúc nhất ngày hôm nay. Kính mến, và ngay lúc này đây, trên trung tâm sân khấu của chồng ta là một bức tranh thật là tuyệt vời khi mà sẽ phục hạnh phúc này đây. Chính thức hai bên gia đình cũng đã đón thêm một thành viên mới, gia đình quỷ quan viên của họ nhà gái đón thêm một chú đề thảo, gia đình quỷ quan viên của họ nhà trai đón thêm một cô giao hiền. Và niềm vui đối với gia đình ngay lúc này đây cũng đang được nhân hai khi mà nhìn thấy sự hiện diện rất là đông đủ đến từ tất cả quý vị với gia đình của chồng tôi trong buổi tiệc lễ vô quy ngày hôm nay. Thì xin mời toàn thể quý vị chúng ta hãy lắng đọng trong giây lát để lắng nghe những lời phát biểu, những lời cảm ơn chân thành nhất đến từ gia đình của chồng tôi muốn riêng đến với tất cả quý vị đang có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay. Và trước khi chồng tôi xin được trân trọng kính mời quý ông Nguyễn Trúc là người bố cao quý của cô dâu Thị Yến có đôi lời phát biểu, thì xin mời quý vị chúng ta có thể dành lên một tràng pháo tay thật lớn được có được không ạ? Vâng ạ, và xin được trân trọng kính mời. Vâng này, thì hôm nay là lễ vui vui của hai con của chúng tôi, sự có mặt của tất cả mình bà con bạn bè đó là niềm vinh hạnh cho gia đình của tôi. Thì hôm nay thì gia đình của tôi cũng là có dầu một ly rượu lạc để chúc mừng cái hạnh phúc của hai cháu. Vâng ạ, và một lần nữa cũng xin được thay mặt cho tất cả quý vị đang có mặt trong buổi tiệc ngày hôm nay xin được cảm ơn những lời phát biểu rất là tuyệt vời đến từ gia đình.
và cũng không quên kính chúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta trong năm rể thảo giao hiền, trong năm hạnh phúc tình duyên vẫn bền. Và kính thưa tất cả quý vị kính mến, cũng như để chúc mừng hạnh phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta thì những người thân bên nội bên ngoài của cô dâu và chủ đề cũng có những món quà rất là tuyệt vời muốn dành tặng đến cho đôi yêu thương để thay cho lời chúc mừng trong năm hạnh phúc. Và chúng tôi cũng xin được trân trọng kính mời những món quà đầu tiên đến từ quỹ quan viên của hội nhà gái. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời món quà đến từ bà nội cô dâu sẽ trở về trung tâm sân khấu trao phần quà để cho đôi yêu thương. Bà nội cũng có một phần quà nhỏ dành tặng đến cho đôi yêu đương để thay cho lời chúc mừng trong năm hạnh phúc. Và một lần nữa cũng xin được thay lời cho đôi yêu đương xin được cảm ơn món quà rất là tuyệt vời đến từ bà nội của cô dâu rất là nhiều, và cũng kính cho bà có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống. Và xin mời hôm trường của chúng ta hãy đổ lên một tràng vỏ tay thật lớn thật nồng nhiệt để chúc mừng ạ. Thưa tất cả quý vị kính mến, đôi bài tập đậm bậc sân thần nuôi con không lời trưởng thành cũng chỉ mong muốn nhìn thấy cho con cái của mình được hạnh phúc trọn vẹn. Và ngày hôm nay con mẹ của cô dâu cũng đang chứng kiến giấc cuộc hạnh phúc trọn vẹn của con gái trước khi lên xe hoa về nhà chồng, thì có để thay cho lời chúc mừng trong năm hạnh phúc và một lần nữa cũng xin được thay mặt cho hai con xin được cảm ơn món quà rất là tuyệt vời đến từ ba mẹ của cô dâu rất là nhiều ạ. Và xin mời quý vị chúng ta dành lên một tràng vỗ tay thật lớn thật nồng nhiệt để chúc mừng ạ. Yeah.
phúc rất là nhiều. Và xin mời quý vị chúng ta dành lên một tràng pháo tay thật lớn để chúc mừng. Và tiếp theo là món quà đến từ anh Tài đang ở Nhật, mặc dù không về được nhưng mà cũng có chuẩn bị một phần quà dành tặng để cho hai em để nghe cho lời chúc mừng cho năm hạnh phúc. Và một lần nữa cũng xin được thay mặt cho đôi yêu thương xin được cảm ơn món quà rất là tuyệt vời đến từ anh Tài đang ở Nhật rất là nhiều. Phần quà đến từ quỷ quang viên của họ nhà gái. Và tiếp theo là những phần quà đến từ quỷ quang viên của họ nhà trai. Chúng tôi xin được trân trọng kính mời mỏ quà đầu tiên đến từ ba mẹ chủ đề. Và xin được trân trọng kính mời. Từ ba mẹ của chủ đề rất là nhiều. Và xin mời quý vị chúng ta dành lên một tràng pháo tay thật lớn thật nồng nhiệt để chúc mừng cho những món quà đến từ ba mẹ của hai bên gia đình ạ. Phần quà dành tặng đến cho đôi yêu thương. Và ba mẹ của chủ đề cũng sẽ đại diện cho cả phần quà đó trao đến tay cho đôi yêu thương của chúng ta. Và một lần nữa chúc phép những người làm chương trình cũng xin được thay lời mời đến từ quỷ phong viên của họ nhà gái cũng như quỷ phong viên của họ nhà trai cũng đã dành tặng đến cho đôi yêu thương của chúng ta trong ngày lễ vu quy cho đôi bạn trẻ. Và xin mời quý vị chúng ta dành lên một tràng pháo tay thật lớn thật nồng nhiệt để chúc mừng. Đường ánh mắt thương thương của mình trở về trung tâm sân khấu để mỏ quà đến từ anh trai của chủ đề cũng như em trai của chủ đề cũng sẽ trở về trung tâm sân khấu để trao phần quà đến cho đôi yêu thương. Và xin được trân trọng kính mời. Cho đôi yêu thương xin được cảm ơn mỏ quà rất là tuyệt vời đến từ anh trai cũng như em trai của chủ đề rất là nhiều. Anh trai của chủ đề ạ. Con xin được thay lời cho đôi yêu thương xin được cảm ơn mỏ quà rất là tuyệt vời đến từ vợ chồng anh trai của chủ đề rất là nhiều. Và cho phép em xin hỏi là còn 6 phần quà nào đến từ quỷ quang viên của họ nhà trai nữa không ạ? Con xin được thay lời cho đôi yêu thương xin được cảm ơn mỏ quà rất là tuyệt vời đến từ em gái của chủ đề rất là nhiều. Và xin mời quý vị chúng ta. Vâng là bà con 6 phần quà nào nữa không ạ quý vị ơi? Quỷ quang viên của họ nhà trai ạ. Và xin mời đôi yêu thương của chúng ta cùng nằm bên nhau tiến về với thảo bàn kem để cùng nhau các bản chia ngọt sẻ bùi và xin được trân trọng kính mời. Yeah, 微笑在。
cảm ơn ba, cảm ơn mẹ đã sinh chồng con ra và nuôi chồng con lời thôi lời thừa thần để cho chồng con có được cuộc sống như ngày hôm nay. Và một lần được cùng kính chúc cho ba mẹ có thật nhiều sức khỏe trong cuộc sống để tiếp tục dìu dắt cho hai con trên con đường hạnh phúc phía trước của tương lai. Và hai lúc mẹ của mình đều khác nhạc tình tham gia và xin mời hai bên gia đình. Và cũng xin mời toàn thể quý vị chồng tài cùng nâng ly với gia đình của chồng tôi được không ạ? Vâng ạ, và quý vị ơi, ly đâu ly đâu ạ? Quý vị hãy nâng ly thật cao đi ạ. Và cho phép MC sẽ được bắt nhịp 1, 2, 3. Yo! Rất là tuyệt vời. Và trước thời điểm này, cô Quy chưa được bạn trẻ cô nhau Nguyễn Thị Yến và chủ nghệ Võ Văn Đoàn cùng chỉ thức được nói lời bắt đầu. Và xin mời những món khai vị đầu tiên để từ dịch vụ ẩm thực nhà hàng Dòng Hiền sẽ phục vụ cho quý vị chương trình ẩm thực ngày hôm nay. Và một phần kính chúc cho tất cả quý vị chúng ta có một cái tiệc thật là vui vẻ và ngon miệng. Và trong quá trình diễn ra bữa tiệc thì không sao chẳng có những điều sơ suất. Rất mong toàn thể quý vị chúng ta niềm tình hoan hỷ và bỏ qua cho. Và bây giờ cùng xin mời hai bên gia đình cùng với đôi uyên ương của chúng ta tiến về với tâm bàn tiệc để lưu lại những khoảnh khắc đẹp hạnh phúc của ngày hôm nay. Và một lần nữa xin được trân trọng kính mời và thân ái kính mời. Thanh gió đưa cành mẫn man tà áo, làn mây xanh vây quanh anh vừng hồng chiếu xuống niềm tin. Đàn chim non tung tăng như đón chào ngày vui thế gian, chúc ai vừa tìm được bên mơ. Mừng cho đôi uyên ương sống sung vầy vui trong hạnh phúc. Thân yêu sẽ là nguồn sống của đời ta. Nhiều khi mong trăng lên chung chén trà kể chuyện thuở xưa, bên bếp hồng đùa vui trẻ thơ. Từ khi sánh vai nên đôi bạn hiền, đêm về nghe con khóc vui trên mi. Mong ước gì vì ta vẫn bên nhau. Ngày em lo nương khoai dưới mưa dầm, anh lo cày cấy. Dù cho bao gian lao nhưng tình nghèo góp sức mà vui. Cầu mong cho mai sau gió đưa thuyền tìm về đến nơi, phút bắt đầu đẹp lòng lứa đôi. Mong cho mai
sau gió đưa thuyền tìm về đến nơi phút bắt đầu đẹp lòng lứa đôi. Cầu mong cho mai sau gió đưa thuyền tìm về đến nơi phút bắt đầu đẹp lòng lứa. Rất là nhiều với ca khúc Mùa Xuân Đó Có Em. Và để tiếp nối chương trình ca nhạc Hạt Mừng Hạnh Phúc cho đôi bạn trẻ của chúng ta ngày hôm nay, thì xin mời quý vị chúng ta đến với một dòng ca nữ để có nam có nữ mới nên duyên. Và chúng tôi xin được trân trọng kính mời dòng ca đến từ Chín Nếp sẽ trở về hôn trường của chúng ta qua một ca khúc từ tròn. Và xin được trân trọng kính mời. Ăn đi con, ăn đi. Thank you.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sao đời đôi đứa khép tình xa nhau. Ngày đó quay tàu anh tìm lối về, chiều mưa lối về nhiều hoa lá bay. Thưa các bạn, cùng vui trong hơn trên
chú để tham gia một bản văn nghệ hôm nay. Bản nhạc được mang tên Thời Nhớ Thời Dương. Bản nhạc là tính cổ nhạc để cho anh em để một đoàn thôi, không phải nhiều. Đó. Em xinh em tươi nhất ôi nơi trần gian.
bán cho em khiêu vũ trong cuộc đời tiền. Em xinh em tươi em vui nhất nơi đây. Em xinh em khiêu vũ trong cuộc đời tiền. Mình chỉ cần nhau thôi.